Xin kính chào toàn thể các bác trên các mẹ miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè năm châu quốc tế. Các bác cũng đã biết rồi, dây nguồn là một thứ có thể thiếu hoặc không thể thiếu. Có thể thiếu đây là bán hàng có thể thiếu. Nhưng mà khi các bác dùng là cái dây nguồn mà thiếu thì các bác làm nào? Gọi điện cho người gửi, đúng không ạ? Em ơi thì em gửi anh không có dây nguồn à? Thì dây nguồn đã lâu rồi, em có về được lâu dây nguồn xịn. Dây nguồn tiêu chuẩn là dây nguồn nó có kiểu ba chân chấu chiếc như này, nó còn nguyên cả cái bọc chắn này. Đấy. Dây mới cứng nhưng mà em để lưu để lưu kho bên nhà cũ hơi bị nâu nên nó bị bám tí bụi bẩn. Dây này các bác đi mua mới trên mạng nó toàn là từ 38 đến mỗi 5.000 một cái dây như này, đúng không ạ? Dây tiêu chuẩn. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái cũng là tiêu chuẩn nữa mà xịn đầu hàng, đó là dây nguồn của APC. Đây là các bác xem nhé, dây nguồn của APC. Đấy, dây nguồn là sản xuất tại Việt Nam nhưng mà xuất đi Mỹ, thì đây là cái dây nguồn em đã đấu sẵn lên rồi. Dây nguồn về thì nó không có đuôi như này đâu. Đấy, nó không có đuôi này đâu, thì em sẽ bóc cái này ra đã. Dây nguồn về nó không có đuôi nên là em phải mua thêm cả một đống đuôi về. Đống đuôi đây này. Cái này em mua là vào 65.000 một chiếc, chưa ship, chưa có phí ship và lấy số lượng như này. Đang quay bên showroom nên là nó các bác nhìn thấy cả đôi dép của em rồi. Đời em nghèo, em chỉ đi dép tổ ong thôi, em không giàu như các bác đi dép da, dép xốp hay là gì đấy. Thì đây là dây nguyên zin của hãng này, APC, dây xịn nhé. Dây này thì em đang bán là 35.000 một sợi, tổng chiều dài là vào 1m 67, gần 1m 70. Đấy, dây nó có 3 sợi này. Các bác về mà không dùng cái chân tiếp đất này, các bác có thể bẻ đi. Và cái nõi của nó là 1 ni 3. Cái dây màu xanh là dây tiếp đất, còn là hai cái trắng đen này là hai đường điện của nó, tương ứng với N thấp và N cao. Thì đây, như một dây này em đấu hoàn chỉnh lên thì là nó sẽ như thế này. Đấy, một đầu phích chuyên nghiệp cắm dẹt. Cái này là tiêu chuẩn xuất đi Mỹ nhé, APC xịn nhé, xuất đi Mỹ nhé. Dây này em bán không thôi là 35.000 một sợi, lấy từ 3 đến 5 sợi em bao ship nhé, từ 3 đến 5 sợi là bao ship. 35.000 một sợi, tổng cộng là có 102 sợi. Đấy, có 102, có 102 sợi. Đấy, 102 sợi em sẽ bán cho các bác và giữ lại đúng một sợi để dùng hoặc review hoặc là để đồ ở nhà. Em sẽ bán dần cho các bác, đúng không ạ? Đây là thêm cái ổ cắm mới này. Đây là cái đuôi cắm của nó này. Các bác có thể tìm cái mã này, FR Audio C029. Đó. Đây mã của nó đây. Mã của nó là 4, đầu 4 này. Đầu 4 là Japan này. Đầu 8 là đầu 8 mình là Trung Quốc hay Việt Nam ấy. Việt Nam với Trung Quốc nó chỉ tranh nhau đúng một đầu của nó là đầu 8 hoặc đầu 9 vậy. Cái này em không nhớ rõ. Đầu số là quyết định là mã quốc gia này, mã số thuế này. Đấy. Đơn vị doanh nghiệp này. Đấy. Nói chung là các bác nào bên cục thuế thì biết rồi. Em không kể nữa, đúng không ạ? Đây là rắc mới cứng của nó là C029. Rắc này em mua mới nhé, với mức giá là 65.000 một cái rắc này. Và về thì chỉ phù hợp với những cái này thôi. Cái này thì có luôn cả tiếp đất nên các bác dùng yên tâm. Dây này không thôi là 35.000 một sợi, lấy nhiều 10 sợi em bao ship. Ít nhất 5 sợi thì bao ship, 3 sợi chưa chắc đã bao ship đâu. Đấy. Nãy được có mấy nghìn mà các bác lại còn đòi bao ship nữa. Bởi vì em thấy trên thị trường là các bác toàn mua cái loại dây gì như là dây của Vinakip hay là dây của Sapuka gì đấy, các bác về cắm vào đẩy mấy con đẩy bãi thì thứ nhất là cũng được, nhưng cái thứ hai của nó là không có tiếp đất. Thì em nghĩ bảo ôi cái này mà nó không có tiếp đất đồng bộ thì nó nguy hiểm lắm. Tiếp đất hết vào khung máy, xong là các bác làm một cái dây từ khung máy xuống đất thì nó an toàn tuyệt đối luôn. Đấy, thì cái này nó có luôn cái tiếp đất, các bác cắm vào quản lý nguồn đấy. Xong cục quản lý nguồn cũng có cả cái hệ thống dây tiếp đất đấy. Thế thì an toàn tuyệt đối luôn, đúng không ạ? Đây nhé. Thì các bác nào quan tâm đến hệ thống dây này, ví dụ như dây này em đã đấu sẵn này, 35.000 cộng với 65.000, thế là vào tụi em bán cho hoàn cho các bác 100.000. 100.000 một sợi như này. 100.000 một sợi này, đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đây là rắc này, rắc xịn nhé. Nói nhiều quá. Rắc này là rắc xịn này, các bác nhìn này. 15A 125V. Đấy. Được chưa? Đấy. Đây. Made in Japan. Rắc xịn nha, không phải rắc trong vớ vẩn đâu. Thì bây giờ em sẽ tháo cái cụ này ra cho các bác xem. Rắc này em mua đắt tiền, lên 65.000 một cái cục rắc này thì các bác biết rồi.
rác thị trường nó chỉ có hai mấy nghìn một rác thôi, rẻ nhất hai mấy nghìn một rác, nó kiểu dáng đuôi nó như này, còn thiết kế của nó khác. Con này là rác xịn, em sẽ tháo ra nhé, tháo hai ba cái ra cho các bác xem. Đây các bác xem nhé, sau khi em tháo ra này, chân của nó này, đấy. Đấy. Chân của nó đây, chân đồng FC, đồng cao cấp. Đấy. Nhìn cái này là biết rồi. Quay bằng cái iPhone 6S này nhìn nó không được nét lắm đúng không? Đấy. Nhưng mà xịn đúng không ạ? Đấy. Đây này có cái thì không biết là đời trước hay đời sau hay như nào đây, cái thì chân kẹp giữa của nó này là đồng này, còn cái này thì nó kiểu nó bằng kim loại. Nó khác nhau cái màu thôi. Nói chung là tùy, các bác mua cái này trên Shopee có đầy nhá, không mua lại của em là cái gì cả. Thế bây giờ các bác hỏi thì tại sao ông giới thiệu tôi cái này làm cái gì? Thì bây giờ em hỏi các bác này, về các bác đi mua đầy bãi, các bác dùng đúng không? Thì là ví dụ giờ mấy con đầy bãi nó không có dây nguồn đi theo thì chắc chắn em phải tặng cho các cái dây như này. Mà sắp tới em về nhiều đầy lắm, vài trăm con đầy là ít. Em nói thật vài trăm con đầy về là ít ý, không phải nó bình thường đâu, mỗi loại một vài mỗi mẫu một vài chục con mà tầm hơn chục mẫu. Vài trăm con đẩy, tổng cộng là em nhớ không nhầm tầm 400 mấy con đẩy. Lại tất tần tật, nhưng mà em giới thiệu trong vòng mấy tháng thôi chứ không bây giờ quay ồ ạt đăng lên và ôi các bác nào ghét, các bác ném đá vỡ mặt em. Đấy. Thì dây này là dây xịn này, cũng là dây xịn này. Đấy. Nhờ chất lượng của nó bình thường. Còn các bác mà cắm vào những thiết bị công suất lớn như cục đẩy hay là vang số hoặc là âm ly hoặc là hệ thống nghe nhạc của các bác mà muốn chất lượng tốt nhất, an toàn, bền đẹp, xịn thì các bác chơi cái này chưa? Chơi cái này nha. Đây cái giác của nó đây. Đó. Thì các bác nào quan tâm đến cấu hình như này thì liên hệ trực tiếp. Em giới thiệu ở đây thôi nhá. Bây giờ phải tiếp khách rồi, em có khách đến chơi rồi. Xin kính chào toàn thể các bác nhé.